cho ngân làm tai để làm cho. Và đây 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 là chị mami đấy, chị đang làm gì vậy ta? Đấy làm cái gì chị mami? Chị đang nhìn làm gì thế? Luộc gà. Đây là được. Xin gặp bạn. Quay quay đây là mặt chị má mì. Đây 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 anh Thẩm Quang Minh đấy. Đấy và đây là những gì tầng 4 chuẩn bị cho Tết năm nay. Thế như vậy. Đấy. Ơi ơi. Ơi đây và đây là anh Công Huyền. Anh đang làm gì vậy ta? Công. Làm máy. Đây đây. Anh Công Hiền cho bà con nhìn đang cái mặt kia nè. Đang làm hoa. Ấy, đang làm hoa. Anh Công Hiền đang đi hái hoa. À, bây giờ là các bạn xem. Xin giới thiệu thịt đông. Đấy, món thịt đông của anh Thẩm Quang Minh. Đấy. Và đây là anh Hoàng Minh Đức. Ơi giời, anh đang làm gì đây? Anh Công đang đang chế nước vào cái nồi luộc tai. Đó, chế nước vào luộc. Ôi giời. Ê, và đây anh Đào Xuân Thảo đến từ Thanh Hóa. Bản thân cũng nhảy vào. Đấy. Tinh thần rất cao. Cũng ăn nửa Thanh Hóa. Ở một góc nhỏ của cái bếp Xuân Hiền, Công Hiền đang ngồi lù đấy. Có một góc nhỏ có một người rất to. Đấy. Lù trên một ghế rất nhỏ. Bắt đầu quay. Mình phải để mình tự sướng nhất. Ở đây là đội tuyển 579 của đội tuyển 46. Đấy, gồm có anh Vot, đây anh Nguyễn Quang Dung. Đây là chủ nhân của những cái bánh chưng này vuông vực. Và thứ hai là chị Heo Bạp này là chủ nhân của những cái bánh đòn này dài to đùng đấy. Giống như chị đấy. Đấy chị sao thì cái bánh của chị cũng như thế đấy. Và đây là anh Minh Bướm đấy, đang con bốn chén người giả vờ gói. Tuy rằng không mình giả gói nhưng đều vẫn giả đồ để lên tivi đấy. Con đây lên tivi à? Ừ. Xin giới thiệu đây là anh Bình, có biệt danh là Bình Đỏ, và những cái bánh chưng ngô nghìn của anh đấy. Các bạn xem đây. Đây là bánh chưng của anh Bình. Tuyệt phẩm sao lại gọi là ngộ nghĩnh. Chú này cứ nhầm lại.